Bài đọc tiếp theo từ câu 172 đến câu 175. Câu 172, what is the purpose? Cái mục đích của cái thông tin là gì? Câu hỏi dạng mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của bài văn là ra em nha. Bây giờ mình đọc đáp án trước nha. Câu A, to announce, để thông báo về cái business hours là giờ làm việc mới của một cái center, một cái trung tâm. Câu B, để describe, mô tả một số cái sản phẩm handmade, là làm thủ công đó em, bằng tay ha. Câu C, để offer, cung cấp, giảm giá, đăng ký sớm. Câu D, để give information, đưa thông tin về một số cái lớp học mới. Rồi, bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu trước nha em. Looking to learn, tìm kiếm để mà học một cái kỹ năng mới hay là bắt đầu một cái sở thích mới, phải không? Check out, hãy đến xem thử, xem cái chuyện gì nó sẽ đến hay là nó xảy ra ở cái trung tâm cộng đồng Anderson, bắt đầu từ tuần ngày 11 tháng 5. Vậy thì em xem là nó đang nói về gì em. Tìm kiếm một cái new skill, hay là start, bắt đầu một cái new hobby, một cái sở thích mới. Rồi sau đó em nhìn xuống, ở dưới nó có những cái tiêu đề được gạch chân nè, em nhìn nè. Baking là nướng bánh nè, piano nè, phải không? Và lớp writing nè. Rồi vậy thì em có thể đoán được đáp án là câu gì không? Câu A, giờ làm việc là không có nói rồi nè. Mô tả sản phẩm handmade cũng không có luôn. Câu C là giảm giá, đăng ký sớm, hay là đưa thông tin về các lớp học mới. Đáp án là câu D, phải không em? Đưa thông tin về các lớp học mới ha. Các lớp học này là các lớp học gì? Baking, làm bánh nè, lớp học piano, lớp học viết nè. Và những cái lớp học này giúp người ta học được cái new skill, kỹ năng mới, và bắt đầu một cái sở thích mới, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu D ha. Câu 173, which class, cái lớp nào đó sẽ có multiple, có nhiều instructors, là người dạy hay là giảng viên ha em. Vậy từ khóa chính là từ instructor. Em xem đáp án là những cái gì nè. Những cái tên của các lớp học, phải không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từng lớp học, xem lớp học nào có nhiều instructors ha em ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò nào. Lớp học đầu tiên là lớp học baking, phải không nào? Là lớp học làm bánh. Em xem lớp học này diễn ra vào Mondays nè, những ngày thứ hai, phải không nào? Rồi em dò xem có giảng viên không? Không có, phải không? Đây dòng thứ ba, nó không có instructor nên nó có từ gì vậy em? Nó có từ teacher. Teacher là giáo viên, nó cũng đồng nghĩa với instructor là người dạy thôi, phải không nào? Vậy thì chúng ta đọc cái câu này nha. Each week, mỗi tuần đó thì chúng ta sẽ học một cái công thức làm bánh mới với một cái giáo viên khách mời khác nhau. Mỗi tuần học với một giáo viên khách mời khác nhau. Vậy thì lớp này có nhiều giáo viên không em? Có, phải không nào? Xuyên suốt khóa thì sẽ có nhiều giáo viên khác nhau. Vậy mình đã được đáp án liền luôn là câu gì vậy em? Câu A ha, được không nào? Câu 174, what is mentioned, cái điều gì thì được đề cập về Mr. Davis. Vậy từ khóa chính là từ Mr. Davis, phải không nào? Bây giờ chúng ta đọc bốn án trước nha. Câu A, he will provide, ông ta sẽ cung cấp một vài cái mẹo cho việc xuất bản, phải không nào? Câu B, ông ta sẽ dạy những người viết inexperienced, chưa có kinh nghiệm. Câu C, ông ta sẽ hold, tổ chức những cái sessions, những cái buổi học vào ngày thứ năm. Câu D, ông ta sẽ cung cấp tài liệu về viết, phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem Davis là nằm ở dòng nào nha. Có phải là ở chỗ lớp học short story writing, phải không em? Có từ William Davis nè, chúng ta đọc cái chỗ này nha. Cái short story writing á, thì sẽ diễn ra vào thứ mấy em? Thứ tư, phải không nào? Lớp này giúp develop, phát triển cái kỹ năng viết của bạn với một cái author là tác giả tên là William Davis. Và Davis chính là người dạy viết, phải không em? Rồi, em xem có chọn được đáp án chưa? Cái chỗ nào liên quan đến viết vậy em? Rồi, mình có thể loại được câu nào em? Câu C, phải không? Tại vì câu C nó là gì? Anh ta sẽ tổ chức những cái buổi học, cái lớp học vào ngày thứ năm. Nhưng ở trên này á là nói về thứ mấy em? Là thứ tư mà, phải không nào? Rồi mình đọc tiếp nha. Đây, this engaging weekly seminar, cái hội nghị này nè sẽ intend for, dành cho những người viết novice. Nếu mình chưa biết từ novice là gì, mình cứ để đó ha, dành cho những người viết novice. Rồi, vui lòng mang theo pen, bút mực và giấy, hoặc là mang theo laptop, phải không nào? Vậy bây giờ em xem coi chọn được đáp án chưa? Câu A, ông ta cung cấp mẹo để xuất bản. Chỗ này có nói đến xuất bản không em? Không có, phải không? Là ông ta dạy viết mà, phải không? Rồi bây giờ câu C là loại rồi, còn câu B và câu D nè. Câu B, ông ta sẽ dạy cho những người viết chưa có kinh nghiệm. Dạy cho những người viết là đúng rồi nè, nhưng có phải là chưa có kinh nghiệm hay không? Bây giờ mình coi thử câu D nha. Ông ta sẽ cung cấp tài liệu viết. Nãy giờ em dò đâu có nói là ông ta sẽ cung cấp tài liệu viết gì đâu, phải không nào? Vậy thì đâu, câu D là không đúng rồi nè. Vậy thì chắc chắn là câu B rồi. Ông ta sẽ dạy những người chưa có kinh nghiệm. Thật ra cái từ inexperience nó bằng với lại cái từ novice ở trên em. Đây nè, novice. Novice có nghĩa là chưa có kinh nghiệm đó em. Chưa có kinh nghiệm ha, novice.
chưa có kinh nghiệm. Nó bằng với từ inexperience nha em nha. Cô dịch lại nè, cái hội nghị này nè, hàng tuần này nè, thì dành cho những người viết chưa có kinh nghiệm. Vậy thì có nghĩa là ông David sẽ dạy những người chưa có kinh nghiệm trong viết. Đáp án là câu B nha em. Câu 175, what is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về cái trung tâm cộng đồng Anderson? Đó đáp án trước nha em. Câu A, it raise money. Nó kiếm được tiền ha, bằng việc bán crafts, đồ thủ công. Câu B, its instructors. Giảng viên của nó thì phục vụ dựa trên cái nguyên tắc hay là cái cơ sở là những người tình nguyện viên. Câu C, mỗi cái lớp học của nó thì kéo dài 2 tiếng. Câu D, tất cả các lớp học của nó thì gặp nhau mỗi tuần một lần. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái bài này nói gì về Anderson Community Center nha em. Nhưng mà em để ý là chúng ta dò cái gì cho nó nhanh. Chúng ta có thể dò cái lớp học kéo dài có phải 2 tiếng hay không, hoặc là nó có phải là gặp nhau mỗi tuần một lần hay không. Bởi vì lúc nãy chúng ta dò, em nhớ không, dò những câu trước thì nó có cái ngày diễn ra của lớp học nè, và có cái thời gian luôn. Thì chúng ta dò cái đó trước thì nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi bây giờ em xem nè, lớp học baking, lớp học làm bánh á, thì diễn ra vào mỗi thứ hai nè em, có một thứ à, từ 2 giờ đến 8 giờ là 2 tiếng nè, đúng không? Rồi tiếp piano mỗi thứ ba phải không, thứ ba hàng tuần, từ 5 giờ đến 6 giờ. Cái này có một tiếng thôi em. Vậy cái câu mà kéo dài 2 tiếng là sai rồi ha. Rồi lớp học gì nữa, writing thì diễn ra vào hai thứ tư hàng tuần nè em. Wednesday là thứ tư mà có s nữa, có nghĩa là mỗi thứ tư hàng tuần á, 7 đến 9 2 tiếng ha. Rồi introductory knitting, cái lớp học gì đó diễn ra vào thứ năm hàng tuần. Vậy khi dịch đến đây thì em biết đáp án là câu gì chưa? Rồi, đáp án chính là câu D, phải không nào? Tất cả các lớp học của nó đều gặp nhau mỗi tuần một lần. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight cùng với cô các em nha. Now, looking to learn, đang tìm kiếm để mà học một cái kỹ năng mới hay là bắt đầu một cái sở thích mới phải không? Check out, hãy xem thử. What's coming to, cái điều gì sẽ đến hay là cái điều gì sẽ xảy ra ở cái trung tâm cộng đồng Anderson, bắt đầu từ tuần của ngày 11 tháng 5 nha. Baking, extravaganza, mình có từ extravaganza, nó cũng giống như là cái từ event gì đấy em. Sự kiện ha. Rồi, có nghĩa là cái sự kiện hay là những cái lớp để mà dạy làm bánh em. Baking là làm bánh hay là nướng bánh ha. Nướng bánh, làm bánh á. Rồi, cái lớp học này thì Mondays diễn ra vào thứ hai hàng tuần ha, những cái ngày thứ hai đó em. Từ 6 giờ đến 8 giờ, phí là 35 đô mỗi buổi, được không nào? Discover, mình có từ discover có nghĩa là khám phá nha em, khám phá ha. Rồi, hãy khám phá cái cách để mà làm ra những chiếc bánh được nướng một cách đơn giản ha, làm những chiếc bánh nướng đơn giản từ một trong những cái chef, mình có từ chef là đầu bếp nha em. Chef là đầu bếp ha. Một trong những đầu bếp, mình có từ pastry. Pastry có nghĩa là bánh em, đầu bếp làm bánh ha. Pastry chef là đầu bếp mà chuyên về làm bánh, được không nào? Rồi each week, mỗi tuần đó thì bạn sẽ học một cái recipe mới. Mình có từ recipe có nghĩa là công thức hay là phương pháp ha. Recipe, công thức hay là phương pháp. Mỗi tuần thì bạn sẽ được học một cái công thức hay là phương pháp làm bánh mới cùng với một cái teacher, một cái giáo viên khách mời khác nhau. Tất cả những cái ingredients, mình có từ ingredients nghĩa là thành phần hay là nguyên liệu ha. Thành phần hay là nguyên liệu, tất cả những cái thành phần nguyên liệu thì đều được cung cấp hết, được không nào? Rồi lớp học piano dành cho người lớn diễn ra vào thứ ba hàng tuần từ 5 giờ đến 6 giờ, phí là 15 đô mỗi cái session, là mỗi buổi học đó em. Rồi learn, hãy lên những cái basics là những cái căn bản thêm của cái việc chơi piano, từ pianist có nghĩa là nghệ sĩ piano ha, cổ điển tên là Susan Dickinson. No experience, không có kinh nghiệm thì được cần thiết hay là yêu cầu, có nghĩa là kinh nghiệm thì không có cần thiết ha. Rồi no materials, những cái tài liệu đó em, materials là tài liệu ha, không có tài liệu được yêu cầu. Có nghĩa là lớp học này không có sử dụng tài liệu ha. Rồi short story writing, cái lớp học để mà viết mẫu chuyện ngắn nè, diễn ra vào thứ tư hàng tuần từ 7 giờ đến 9 giờ, phí là 25 đô mỗi session, mỗi buổi học. Develop, phát triển cái gì em? Phát triển kỹ năng viết nè, cùng với author, tác giả được xuất bản tên là William Davis. Cái seminar hàng tuần, engaging này nè, mình có từ seminar trước đi em. Seminar có nghĩa là hội nghị ha, hội nghị chuyên đề đó em, hội nghị. Rồi engaging, tính từ engaging có nghĩa là
hấp dẫn hay là thú vị em ha, hấp dẫn hay là thú vị. Quy dịch lại nha, cái hội nghị hàng tuần hấp dẫn này nè thì intend for, mình có từ intend for có nghĩa là dành cho ha, dành cho, intend for dành cho. Novice, mình có từ novice tính từ có nghĩa là chưa có kinh nghiệm, nó bằng với từ inexperience, chưa có kinh nghiệm nha em nha. Novice bằng với inexperience. Cái hội nghị diễn ra hàng tuần mà nó hấp dẫn này nè thì dành cho những cái người viết mà chưa có kinh nghiệm ha. Rồi tiếp, lớp học tiếp theo là lớp học knitting. Mình có từ knitting có nghĩa là đang em, đang lên á, đang lên ha, lớp học đang lên. Introductory có nghĩa là mở đầu, introductory. Introductory là tính từ của từ introduce, em mở đầu hay là giới thiệu ha. Chỗ này khóa học đang lên mở đầu có nghĩa là căn bản đó em, nó cũng từ với bằng với từ basic ha, căn bản nữa. Rồi, cái lớp học đang lên này thì diễn ra vào thứ năm hàng tuần từ 5:30 đến 7 giờ, phí là 30 đô mỗi session, mỗi buổi học. Rồi nó sẽ làm gì em? Clothes là găng tay nè, scarves là khăn choàng cổ, socks là đang tất, đang vớ ha, và nhiều những cái vật dụng khác ở trong cái lớp học. Crafting class là lớp học thủ công đó em, crafting là thủ công ha, được dạy bởi Paula Booker. Yarn, yarn là chỉ hoặc là len em, chỉ hay là len ha, chỉ, len và equipment là gì em, thiết bị ha, thì được cung cấp. Tuy nhiên nếu bạn thích knit đan với cái màu chỉ hay là màu len, specific có nghĩa là cụ thể hay là rõ ràng ha, cụ thể là rõ ràng. Nếu bạn muốn đan một cái cuộn chỉ len với cái màu cụ thể mà mình muốn đó, được không nào, thì bạn được tự do mang theo cái của riêng bạn ha. Có 172 câu C, mình có từ enrollment. Enrollment có nghĩa là ghi danh hay là đăng ký, ghi danh hoặc là đăng ký ha. Rồi câu C có nghĩa là cung cấp một cái giảm giá khi mà ghi danh đăng ký sớm ha. Rồi câu 173 mình có từ instructors có nghĩa là người dạy đó em, giảng dạy ha, hoặc là giảng viên, cô dịch là giảng viên ha, là người giảng dạy đó, instructor. Bài đọc tiếp theo từ câu 176 đến câu 180. Câu 176, what is the main purpose? Cái mục đích chính của cái article, cái bài báo này là gì? Câu hỏi dạng mục đích, mình đọc bộ đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Rồi câu A nào, to explain, để giải thích tại sao. Consumer preferences, cái sở thích của khách hàng hay là người tiêu dùng đó, nó changing, nó thay đổi. Câu B, để introduce, giới thiệu một cái business, doanh nghiệp manufacturing, sản xuất mới. Câu C, để announce, thông báo về một cái release, một cái sự ra mắt, một cái sự tung ra của một cái dòng sản phẩm mới. Câu D, để report, báo cáo về một cái decline, sự giảm sút ở trong doanh số bán hàng sản phẩm ha. Rồi bây giờ mình đọc đoạn đầu của bài báo nha em. Bài báo là bài số mấy em ha? Bài báo là bài số 1 phải không nào? Còn bài số 2 nó là gì em? Một cái email form có to, có from nè. Rồi bài số 1 nha. Bài số 1 em xem có tựa đề, mà đọc tựa đề trước đi em. Đây, em coi nào. Sales, doanh số bán nước ép trái cây của công ty này thì dry up. Nếu mình chưa biết từ dry up là gì, mình cứ để đó ha. Rồi đọc câu tiếp theo nha em. Beverage manufacturer, cái nhà sản xuất thức uống của cái công ty này nè, đã trải qua một cái sự giảm sút nè em, decline, một cái sự giảm sút là 12% trong cái việc ở trong cái doanh số bán nước ép trái cây giữa tháng 7 và tháng 9 trong năm nay. Rồi, nó đang nói về việc gì vậy em? Decline, giảm sút 12% trong doanh số bán nước ép trái cây, phải không nào? Rồi em đọc tiếp thử thêm một câu nữa nha. According to the company representative, theo như cái người đại diện của công ty là Fred Heiss á, thì nhiều cái nhân tố đã góp phần vào cái sự giảm sút trong cái doanh số của những cái sản phẩm này. Rồi vậy thì em coi này, nó đang nói về báo, nó báo cáo về cái sự giảm sút phải không? Vậy thì đáp án chỉ có thể là câu gì thôi em? A, B, C, D, đáp án là câu câu D ha. To report, để báo cáo về một cái decline, sự giảm sút ở trong doanh số của sản phẩm, được không nào? Câu 177, what problem, cái vấn đề gì được đề cập ở trong bài báo? Đọc đáp án trước nha em. Câu A, a lack, cái sự thiếu hụt của ingredients, nguyên liệu cần thiết. Câu B, sự gia tăng trong cái chi phí phân phối. Câu C, một cái mùa hè mát hơn bình thường. Câu D, một cái sự giảm trong giá của đối thủ cạnh tranh. Rồi bây giờ mình sẽ đọc tiếp xem cái vấn đề ở đây là gì nha em. Rồi, mình đọc tiếp nào. Lúc này chúng ta giờ đến từ products phải không em? Which. Rồi dò lại câu này cho chắc nha em nha, tại vì câu này nó đang ở lưng chừng, dò lại từ đầu đúng nào. According to company representative, theo như cái người đại diện của công ty là Fred Heiss á, thì nhiều cái nhân tố góp phần vào cái sự giảm sút trong doanh số của những cái sản phẩm này, mà cái đó thường account for, chiếm hơn 500.000 đô của cái lợi nhuận hàng năm của công ty. Rồi tiếp nha. The summer,
cái mùa hè đó thì không có ấm như bình thường. Vì thế có ít người mua nước ép của chúng tôi để mà giải nhiệt. Vậy có nghĩa là sao? Mùa hè không có ấm như bình thường có nghĩa là mùa hè không có nóng như bình thường đấy em. Mùa hè không có nóng như bình thường cho nên là người ta ít mua nước ép để mà cool down, để mà thanh nhiệt, giải nhiệt ha. Anh ta nói như vậy. Vậy thì em xem đáp án là câu gì vậy em? À, đáp án chính là câu C, phải không em? Cái vấn đề ở đây là do cái mùa hè nó mát hơn bình thường cho nên là dẫn đến là người ta không có mua sản phẩm nhiều và dẫn đến cái lợi nhuận của mình bị giảm, phải không em? Rồi đáp án là câu C ha. Câu 178, what is indicated? Cái điều gì được chỉ ra về cái công ty này? Vậy từ khóa chính là công ty Cover, phải không em? Vậy em xem nè, từ khóa này nó bao trùm cả bài đọc đầu tiên luôn, phải không? Tại vì tựa bài đã nói về công ty này rồi nè. Và dòng thứ nhất cũng có luôn, nó đang nói về sự giảm sút của công ty này. Vậy nếu chúng ta dò theo từ khóa thì rất là lâu. Vậy chúng ta dò từng đáp án nha em. Rồi câu A nào, nó nói là gì đây? It makes, nó làm ra hầu hết các sản phẩm của nó là từ grapes, từ nho. Vậy thì em từ khóa là từ nào? À, grapes, phải không? Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về nho, grapes nha. Rồi ở đâu vậy? À, có phải là chỗ này không? Grapes. Rồi mình đọc câu này đi em. Cái giá của nho đó, ví dụ, đã gone up, tăng lên, vì thế cái chi phí sản xuất cho những cái beverage, cái thức uống mà hương nho đó cũng tăng luôn. Ông Hoyes giải thích. Vậy thì cái câu này nó đang nói gì em? Nó lấy nho làm ví dụ là giá tăng cho nên là cái thức uống có hương vị nho nó cũng tăng, phải không? Nó đâu có nói là hầu hết các sản phẩm đều làm từ nho đâu. Vậy câu A là chưa chính xác rồi ha. Bây giờ câu B đi em. It has partnered, nó đã cộng tác với những cái doanh nghiệp thực phẩm tốt cho sức khỏe. Vậy thì em xem từ khóa là từ gì? Partner healthy food business, phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa nha. Rồi em xem đoạn nào nói về cộng tác với những cái công ty khác, những cái công ty mà tốt cho sức khỏe. Dòng thứ nhất có không em? À, không có, phải không nào? Dòng thứ hai. Dòng thứ hai có từ healthier, phải không em? Mình dò thử chỗ này nha, tại vì có từ healthier nè. Cùng đọc câu này thử xem. À, cái công ty Cover nè em và những cái công ty lớn khác đó thì bị mất đất, có nghĩa là mất vị trí á, thụt lùi lại phía sau á, so với những cái nhãn hiệu nhỏ hơn mà nó cung cấp những cái sự lựa chọn tốt cho sức khỏe. In fact, thực tế thì cái dữ liệu nghiên cứu đâu có nói gì đến việc partner đâu, phải không em? Dò tiếp đi, dò tiếp xem có nữa không. Đây em, ở đây lại có từ healthy food nữa nè, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta đọc thử cái câu trước cái này nha. Rồi, từ in unattained, phải không em? Đây, trong cái nỗ lực để mà address, giải quyết cái sự thay đổi, cái sự thay đổi nào trong cái sở thích của khách hàng đó, thì công ty này nè đã bắt đầu thiết lập cái affiliations với một số lượng lớn các công ty đang phát triển nhanh mà nó làm ra những cái thực phẩm hay là thức uống mà tốt cho sức khỏe. Vậy thì em có thể đoán được affiliation là gì không? À, đó chính là cộng tác đem, thiết lập cái sự cộng tác hay là thiết lập cái mối quan hệ đó em, cái từ affiliation ha. Thì thực ra cái từ affiliation chỗ này nó bằng với từ partner đó em. À, vậy thì em xem nè, partner có rồi nè, có healthy food business luôn, phải không? Vậy đáp án chính là câu gì em? À, câu B ha. Chúng ta không cần phải dò câu C và câu D nữa. Em để ý nha, từ partner bằng với từ affiliation, được không? Câu 179, what does Mr. Bryant, ông Bryant đó thì tin rằng cái công ty Confer này nè nên làm gì? Vậy từ khóa chính là Mr. Bryant, công ty Confer nên làm, phải không em? Mình đọc câu A trước nha. À, sử dụng hay là dùng cái vật chứa màu xanh cho một số các sản phẩm. Vật chứa ở đây có thể là cái chai, cái hộp, hay là cái túi, hay là cái bao bì, được không em? Rồi câu B, find, tìm thấy, tìm ra, supplier, nhà cung cấp địa phương mà nó ít đắt tiền hơn, có nghĩa là nó rẻ hơn ha. Rồi câu C, introduce, giới thiệu, cái quá trình, kiểm soát chất lượng. Câu D, collaborate, cộng tác thêm với những cái công ty khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Bryant là bài số mấy. Bryant là bài số 2, phải không em? Mình có từ from nè, gửi từ Carl Bryant, president, chủ tịch của công ty này, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò bài số 2 xem ông ta tin rằng công ty này nên làm gì ha. Mình dò xem em. Dòng thứ nhất có không? Không có, phải không nào? Dòng thứ hai cũng không có luôn. Dòng thứ ba. Dòng thứ ba nè em, có Comfort Inc nè. Tôi nghĩ rằng công ty này, rồi có từ need, cần nữa nè em. Cần làm gì có nghĩa là nên làm gì, mình đọc lại câu này nha. Tôi nghĩ rằng nó cái công ty Comfort này nè, cuối cùng sẽ cần phải thay đổi theo thời gian. Nó chỉ nói chung chung thôi, chứ chưa nói cụ thể là cần phải làm gì cả. Vậy mình dò tiếp xem chỗ nào nói về cần làm gì nha em. Rồi giờ tiếp nè, không có ha. À, cũng không có luôn. Ok, có từ need nữa là em. I think, ai là ông Brian đó, tôi nghĩ rằng chúng ta cần, chúng ta là ai vậy em? Chúng ta chính là cái công ty này, phải không? Tại vì ông Brian là chủ tịch của công ty mà. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải reintroduce, giới thiệu lại cái chai nước ép ban đầu của chúng ta as, bởi vì cái màu và cái thiết kế mới đó thì nó không có phổ biến với lại khách hàng.
có nghĩa là khách hàng thì không có quen với cái màu mới và thiết kế mới, phải không em? Vậy có nghĩa là cái đề xuất của ông ta là reintroduce, giới thiệu lại hay là sử dụng lại cái chai nước ép ban đầu á. Liên quan đến màu sắc thì mình có một cái đáp án, em nhớ không, là câu A em đọc lại đi. Sử dụng cái đồ chứa nè màu xanh cho một số cái sản phẩm. Vậy bây giờ á là ông ta có yêu cầu sử dụng cái vật chứa. Cái câu này có liên quan đến cái đó ở đây nhưng mình không biết là màu gì, phải không? Vậy bây giờ để biết màu thì chúng ta phải tìm ha. Chắc chắn đây sẽ là câu liên hệ rồi, tại vì đọc tiếp á mình đâu có thấy màu đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ dò lên cái bài ở trên ha, xem ở trên có nói gì đến những cái chai ban đầu màu gì hay không. Em dò tiếp cái chỗ lúc nãy mà mình chưa dò đi, xem có chai màu gì không em. À có, phải không nào, có từ bottle nè em, có từ blue nữa, mình đọc thử câu này nha. Nó cũng đã thay thế cái chai màu xanh mà cái nước ép của nó đó đã được đóng gói trong một cái khoảng thời gian dài với một cái màu đỏ được thiết kế lại. Vậy thì sau này đấy em, cái thiết kế lại là cái màu gì? Màu đỏ, còn cái ban đầu là cái màu gì em? Màu xanh ha. Vậy thì câu A đúng không em, sử dụng cái vật chứa màu xanh cho một số sản phẩm. Ông ta có nghĩ rằng cái công ty này nên làm như vậy không? Có, phải không nào? Vậy đáp án chính là câu A ha. Đây là câu liên hệ nha em nha, liên hệ giữa hai bài. Câu 180, what is mentioned, cái gì đó thì được đề cập về cái trang tài khoản người sử dụng của công ty. Thêm từ khóa là từ nào? Account page, phải không nào? Đọc bốn đáp án trước nha câu A. They are set up, chúng thì được thiết lập bởi những cái người giám sát trực tiếp của nhân viên. Câu B, they automatically, chúng thì tự động record, lưu lại cái thông tin về mật khẩu và đăng nhập. Rồi câu C, chúng thì thỉnh thoảng inaccessible, có nghĩa là không thể truy cập. Chúng thì thỉnh thoảng không thể truy cập sử dụng một cái chương trình website cụ thể, phải không nào? Rồi câu D, chúng thì liệt kê ra những cái privilege là gì, nếu mình không biết thì mình cứ để đó ha. Benefits, những cái lợi ích được cung cấp cho mỗi cái nhân viên. Rồi, vậy thì em đọc xong 4 đáp án thì em có nhớ đến mang máng cái thông tin mình nào mình đã được đọc không? Nó gần với câu nào em? Câu C, phải không nào? Là thỉnh thoảng thì nó không thể truy cập được sử dụng một cái trình duyệt web nào đó. Bây giờ em đọc lại, em còn nhớ đoạn nào không? Bài số 2, đoạn nào thì nói về web ha. Đoạn số 3, phải không nào? Em đọc lại thử nha. I have one for the request for you. Nè, tôi có một cái yêu cầu thêm nữa dành cho bạn. Could you make sure, bạn có thể đảm bảo rằng những cái người nhân viên mới này sẽ có thể log on, đăng nhập vào cái account page của họ trên cái browser, là cái trình duyệt á, trình duyệt web Netsurfer hay không? Rồi, em thấy từ account pages chưa? Rồi, I know, tôi biết được rằng là chúng ta đã gặp một vài cái sự cố nè, vấn đề nè, trong việc truy cập vào cái account page với cái browser, với cái trình duyệt web đó. Được không nào? Vậy thì khi đọc đến đây thì đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? Câu C là thỉnh thoảng là không thể accessible, không thể truy cập. Có không em? Có ha, không thể truy cập nè. Không thể truy cập có nghĩa là gặp vấn đề trong việc truy cập đó. Đây, had trouble accessing bằng với lại inaccessible, được không nào? Sử dụng một cái chương trình web cụ thể. Chương trình web cụ thể ở đây chính là cái browser đó em, cái trình duyệt web đó. Trình duyệt web có tên luôn nè, Netsurfer web, là một cái trình duyệt web cụ thể. Hay em ha, một cái chương trình web là một cái browser đó. Là những cái từ đồng nghĩa và đáp án chỉ có thể là câu C thôi, được không nào? Rồi bây giờ cùng dịch lại và hệ thống lại những cái từ vựng được highlight rất là quan trọng trong bài này cùng với cô các em nha. Bài đọc đầu tiên nào. Mình có từ sales, có nghĩa là doanh số ha, doanh số bán hàng đấy em. Mình có từ dry up, nó bằng với từ decrease hoặc là decline, có nghĩa là giảm sút nha em, giảm sút ha. Vậy cả cái cụm này nó là gì? Doanh số bán hàng nước ép trái cây của cái công ty Cover đó, nó dry up, nó giảm sút, được không nào? Mình có từ tiếp theo beverage, có nghĩa là thức uống nha em, thức uống ha, thức uống, nước uống đấy em. Rồi manufacturer có nghĩa là nhà sản xuất ha. Và mình có cả cụm beverage manufacturer, có nghĩa là nhà sản xuất, công ty sản xuất thức uống nè. Tên là công ty Comfort đã trải qua một cái decline, là sự giảm sút là 12% trong cái sales, có doanh số bán nước ép trái cây trong cái khoảng thời gian là từ tháng 7 cho đến tháng 9 của năm nay. According to, theo như công ty, theo như cái representative là người đại diện đấy em, người đại diện ha. Theo như cái người đại diện của công ty tên là Fred Hines á, thì multiple, có nhiều cái factors. Mình có từ factors có nghĩa là nhân tố ha, nhân tố. Thì có nhiều cái nhân tố contribute to, có nghĩa là góp phần vào cái gì đó, góp phần vào ha. Có nhiều nhân tố góp phần vào cái decline, cái sự giảm sút trong cái sales, doanh số của những cái sản phẩm này. Mà nó typically, mình có từ typically có nghĩa là thường hay là trung bình đó em. Mình có từ account for, có nghĩa là chiếm ha, chiếm bao nhiêu phần trăm, chiếm bao nhiêu
số lượng bao nhiêu đó em chiếm ha. Mà cái này này nó thường chiếm hơn 500.000 đô của cái profits. Mình có từ profits có nghĩa là lợi nhuận hàng năm của công ty. Mùa hè đó thì không có nóng như bình thường, không có ấm như bình thường là không có nóng như bình thường đó em. Vì thế có ít người hơn mua nước ép của chúng tôi để mà cool down, giải nhiệt, thanh nhiệt. Ông ta nói như vậy. Furthermore, thêm vào đó thì một số cái thức uống nước ép của công ty Comfort đó thì đã tăng giá due to bởi vì một cái sự gia tăng trong cái chi phí của ingredients. Mình có từ ingredients có nghĩa là nguyên liệu nha em nha, nguyên vật liệu ha, nguyên liệu. Bởi vì cái sự gia tăng của nguyên liệu, cái giá của nho ví dụ đã gone up, mình có từ go up đây em có nghĩa là tăng lên ha, go up tăng lên. Còn go down là hạ xuống ha, tăng lên. Rồi, cô nói lại nè, ví dụ là cái giá của nho nó đã tăng lên, vì thế cái chi phí sản xuất của những cái beverage là gì em, cái thức uống ha, mình có từ flavor có nghĩa là hương vị hay là mùi vị á, hương vị mùi vị nho cũng tăng như vậy luôn. Ông Hoi giải thích như vậy ha. Rồi tiếp, một cái sự gia tăng trong competition có nghĩa là sự cạnh tranh đó em, một cái sự gia tăng trong cái sự cạnh tranh cũng đã affect là ảnh hưởng ha, ảnh hưởng cũng đã ảnh hưởng đến cái doanh số của cái công ty Comfort. Công ty Comfort và những cái công ty lớn khác đó đã lose ground too. Mình có cái cụm là lose ground too ha em nha. Lose ground too. Nó có nghĩa là thụt lại ở phía sau cái gì đó ha, thụt lại sau cái gì đó, thụt lại sau cái gì ha. Lose ground to something có nghĩa là thụt lùi lại sau cái gì. Rồi cô dịch cái câu này để em hiểu hơn nha. Cái công ty Comfort và những cái công ty lớn khác nó đã bị thụt lùi lại so với những cái nhãn hiệu lớn hơn, mà những nhãn hiệu đó nó cung cấp những cái alternatives. Alternative có nghĩa là sự lựa chọn thay thế nha em nha, sự lựa chọn thay thế. Vậy healthier alternatives có nghĩa là những cái sự lựa chọn thay thế mà nó tốt hơn cho sức khỏe, được không nào? Rồi tiếp, in fact, thực tế đó, thì cái dữ liệu nghiên cứu đã indicated that, đã chỉ ra rằng cái nước ép tự nhiên á, mà không có thêm đường á, thì nó tiếp tục ngày càng gia tăng in popularity, là ngày càng phổ biến hơn, gia tăng cái sự phổ biến đó em, là người ta ngày càng ưa chuộng hơn ha. Rồi tiếp, trong một cái attempt là nỗ lực để mà address là giải quyết nha em nha. Address có nghĩa là giải quyết ha, giải quyết. Trong cái nỗ lực để mà giải quyết cái sự thay đổi ở trong cái sự yêu thích của khách hàng đó, thì công ty Cover đã bắt đầu establish, là thiết lập. Mình có từ affiliation. Affiliation có nghĩa là sự liên kết hay là sự cộng tác nha em, sự liên kết hay là sự cộng tác. Đôi khi nó còn có nghĩa là sự sáp nhập nữa, sáp nhập ha, sự liên kết, cộng tác hay là sáp nhập. Tại chỗ này nó có nghĩa là gì? Cái công ty Cover đã bắt đầu thiết lập những cái sự liên kết, mối liên kết với a large number, một cái số lượng lớn những cái công ty mà đang phát triển nhanh, mà nó tạo ra hay là nó làm ra, nó sản xuất ra những cái thực phẩm hay là những cái thức uống mà nó tốt cho sức khỏe, được không nào? Rồi, nó cũng đã replace, thay thế những cái chai màu xanh mà cái nước ép trái cây của nó đã được package, là đóng gói đó em. Đã được đóng gói ha. Đã được đóng gói trong một cái khoảng thời gian dài with bằng những cái chai màu đỏ được thiết kế lại. Vậy mình có một cái cụm là replace with. Replace something with something có nghĩa là thay thế cái gì bằng cái gì nha em. Replace something with something có nghĩa là thay thế cái gì bằng cái gì ha. Được không nào? Rồi, tiếp luôn nào. The company, cái công ty á, thì tin rằng cái điều này sẽ giúp thay đổi cái hình ảnh nhãn hiệu của nó ha. Rồi xuống dưới luôn đen là một cái memo, ở dưới là một cái memo ha. Gửi đến cho ban giám đốc của cái công ty Cover, gửi từ Brian, chủ tịch của cái công ty Cover, được không nào? Chủ đề là changes, những cái sự thay đổi. Ngày gửi là ngày 30 tháng 11. Tôi biết rằng á, những cái tháng vừa qua thì rất là difficult, là khó khăn, nhưng mà tôi confident, tôi tự tin rằng á, là chúng ta sẽ get back on track. Mình có cụm get back on track có nghĩa là trở lại đúng hướng ha, trở lại đúng hướng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ trở lại đúng hướng, được không nào? Rồi cái affiliation, cái sự liên kết của chúng ta với cái công ty Friendly Farm Fruits and Nut Cream Cereals em đã giúp rất là nhiều trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng công ty Comfort ultimately, mình có từ ultimately có nghĩa là cuối cùng nha em, cuối cùng ha, cuối cùng. Nhưng mà cái công ty Comfort cuối cùng cần phải thay đổi cùng với thời gian. Therefore, vì thế đó, tại cái cuộc họp của chúng ta vào tuần tới thì tôi muốn thảo luận về phát triển những cái hương vị mới và expand, là mở rộng cái phạm vi giá của sản phẩm của chúng ta. Cũng như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần reintroduce, giới thiệu lại cái chai nước ép ban đầu, bởi vì cái thiết kế và cái màu sắc mới á, thì nó không có được phổ biến cùng với người tiêu dùng.
có nghĩa là người tiêu dùng thì không có quen nó ha. Rồi hãy focus on, chú trọng vào cái việc cung cấp những cái sản phẩm high quality, là chất lượng cao, unique là độc đáo nha em. Cái điều đó là cái cách mà chúng ta sẽ meet, đáp ứng ha. Meet là đáp ứng nha em. Chúng ta đáp ứng. Meet có nghĩa là gặp gỡ nữa, nhưng mà thường thường đi với từ goals là mục tiêu đấy em. Mục tiêu hay là yêu cầu gì đó thì meet nghĩa là đáp ứng ha. Đáp ứng mục tiêu, đáp ứng yêu cầu ha. Đó là cách mà chúng ta sẽ đáp ứng cái mục tiêu cho the coming year. Mình có từ the coming year là năm sắp tới nha em nha. Năm tới đấy em, trong năm tới, được không nào? Câu hỏi 176, câu C mình có từ release, có nghĩa là sự tung ra hay là sự ra mắt ha. Sự tung ra, sự ra mắt. Vậy câu C có nghĩa là thông báo về cái sự ra mắt của những cái dòng, của một cái dòng sản phẩm mới. Rồi câu 177 mình có từ distribution. Distribution có nghĩa là sự phân phối ha, sự phân phối. Vậy câu B có nghĩa là chi phí phân phối nó tăng lên em, một cái sự gia tăng trong chi phí phân phối ha. 178 mình có từ partner có nghĩa là cộng tác nha em. Động từ partner có nghĩa là cộng tác với ai ha. Partner with, cộng tác với ai. Câu 179 mình có từ container. Động từ contain đấy em. Động từ contain có nghĩa là chứa đựng ha. Còn container là danh từ có nghĩa là cái vật chứa đựng, cái vật, cái đồ dùng để chứa đựng ha. Nó có thể là thùng hay là bao bì hay là túi, được không nào? Câu B mình có từ supplier là nhà cung cấp, rất là quen rồi ha. Câu C mình có từ process là quá trình, cũng rất quen luôn rồi, quá trình ha. Câu D mình có từ collaborate with. Collaborate with có nghĩa là cộng tác với ai, cộng tác với ai luôn ha. Cộng tác với ai. Nó giống với từ partner with ở bên này nè em, partner with. Rồi collaborate with, được không nào? Bài tập tiếp theo từ câu 181 đến câu 185. Câu 181, why, tại sao bà Emerson lại viết cái email? Vậy câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, rồi đọc đoạn đầu, đoạn cuối em ha. Rồi câu IDM, to invite, để mời một người đồng nghiệp đến một cái sự kiện. Câu B, để respond to, để phản hồi cái thư yêu cầu thông tin của một cái vendor, một cái người bán hàng. Câu C, describe, mô tả cái quá trình đặt hàng. Câu D, solicit là yêu cầu đấy em, yêu cầu thanh toán cho một cái dịch vụ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bà Emerson viết cái email nào vậy em. Là bài đầu phải không em? Email from Emerson nè, Emerson là người ký tên nè em. Rồi đọc đoạn đầu trước nha. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến cái việc bán bánh tại cái hội chợ này nè, lần thứ 16. Mà cái hội chợ này đã có được cái distinction là một cái sự kiện thành công nhất và lớn nhất trong cái thể loại của nó, phải không nào? Rồi, to answer, để trả lời cái câu hỏi của bạn, thì cái chi phí mà thuê cái chỗ á, là 55 đô. Vậy cái email này mục đích là để làm gì vậy em? Để to answer your question, trả lời cái câu hỏi của khách hàng, phải không nào? Vậy bây giờ em xem đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chính là câu B, phải không? Để phản hồi lại cái thư yêu cầu thông tin của cái người bán, vendor là người bán. Mà người bán là họ bán gì vậy em? Họ selling cakes tại cái hội chợ, phải không nào? Ok, vậy đáp án chính là câu B ha. To respond to a vendor's inquiry. Câu 182 trong cái email đó, thì cái từ distinction ở cái đoạn 1 dòng 2 gần nghĩa với từ gì nhất, phải không nào? Rồi câu A, contrast là sự trái ngược, sự tương phản đấy em. Division là sự phân chia nè, nó từ cái từ divide ra đó ha. Rồi câu C, satisfaction là sự hài lòng ha. Câu D, honor là danh dự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái từ distinction trong ngữ cảnh này nghĩa là gì nha. Email là bài số 1 nè em. Rồi, distinction dòng thứ 2 ở đây phải không nào? Mình dịch lại câu này nha. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm khi mà trong cái việc bán những cái bánh tại cái hội chợ này nè. Cái mà là cái hội chợ đó em, đã kiếm được cái distinction là cái sự kiện thành công nhất và lớn nhất trong cái loại hình hội chợ của nó. Vậy thì em xem cái distinction là gì em? Cái sự kiện lớn nhất và thành công nhất luôn. Sự kiện lớn nhất và thành công nhất. Em xem. Sự trái ngược là không phải rồi. Sự phân chia cũng không phải luôn. Sự hài lòng hay là danh dự? Danh dự phải không nào? Để kiếm được một cái danh dự là một cái sự kiện mà thành công nhất và lớn nhất, được không nào? Và distinction sẽ bằng với từ honor là danh dự. Hay em ha, danh dự, danh hiệu đó. Danh dự hay là danh hiệu hay em ha. Câu 183, according to the email, theo như cái email là bài số mấy em? Bài số 1 ha. Theo như cái email thì có điều gì đúng về booth price là giá của cái quầy, cái gian hàng đó em. Vậy từ khóa chính là booth price, phải không nào? Rồi câu ai nha. Chúng thì không có bị affected, không có bị ảnh hưởng bởi cái kích cỡ của cái khoảng không gian. Câu B, chúng thì bao gồm luôn cái phí để mà tham dự vào một cái hội gì đó ha. Rồi câu C, chúng thì vary là gì em, khác nhau. Depending on, phụ thuộc vào cái số lượng người tham dự. Câu D,
Chúng thì đã được tăng kể từ năm ngoái. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem booth price nằm ở vị trí nào ha. Giá cả ở cái email. Giá cả tiền bạc thì mình tìm cái tiền là nó nhanh lắm. Ở đây mình có cái số $55 nè, phải không em? Em nhìn kế bên xem có cái chi phí của cái buồng không? Có từ space cost luôn nè, là cái chi phí của cái khoảng không gian, phải không nào? Và em đọc câu này nha. To answer your question, để trả lời câu hỏi của bạn, thì cái chi phí của một cái space, của một cái nơi á, một cái chỗ đó, sẽ là $55 regardless of, bất chấp hay là không quan tâm đến cái size, kích cỡ, nếu bạn không là thành viên của cái hội này. Ok, có nghĩa nếu bạn không phải là thành viên của cái hội này á, thì sẽ là $55, bất kể cái kích cỡ nào cũng là $55 hết. Hay em ha, được không nào? Vậy thì em xem câu nào phù hợp. Đáp án là câu A, phải không nào? Nó không có bị ảnh hưởng bởi kích cỡ bao nhiêu thì nó cũng là cái giá đó, được không em? Câu A ha. Câu 184, what can soften baked goods? Soften baked goods thì có thể làm gì tại cái sự kiện? Vậy từ khóa chính là từ soften baked goods, phải không em? Đã đoán trước nha. Câu A, request, yêu cầu extra, thêm bàn và ghế. Câu B, tổ chức cái buổi thuyết trình về sản phẩm. Câu C, purchase, mua những cái hàng hóa từ suppliers, nhà cung cấp. Câu D, gặp gỡ những cái khách hàng potential, là tiềm năng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem soften baked goods là bài số mấy nha em. Có phải là bài số 2 phải không nào? Bài số 2 có từ soften baked goods nè em. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem soften baked goods có thể làm gì tại các sự kiện nha em. Rồi em dò thử xem. Người đại diện nè, điện thoại nè, email nè, đánh dấu nếu bạn là thành viên của cái CSFA. Rồi thích cái booth như thế nào thì chọn cái corner, phải không? Cũng không có nè. Chú ý rằng á, những ai mà với priority bookings là đặt chỗ ưu tiên á, thì sẽ được đảm bảo về cái sự ưa chuộng, cái sở thích về cái gian hàng ha. Tất cả những cái gian hàng thì sẽ bao gồm ghế và bàn và signage, bàn chỉ dẫn. Rồi tiếp, optional inclusion, cái sự bao gồm mà có thể lựa chọn thì chọn là chương trình privilege vendor, phải không? Rồi thanh toán bao nhiêu đây? Rồi ngày đăng ký là 16 tháng 11. Ok, cũng không có nói gì đến cái việc là cái Southern Baked Goods có thể làm gì tại cái sự kiện. Vậy đây rất có khả năng là câu hỏi liên hệ hay em ha. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem ở trên bài đọc số 1 đó, có thông tin gì mà nó liên kết với cái bài đọc ở dưới hay không. Em đọc tiếp cái chỗ lúc nãy đi. Dò nhanh qua nha. Đối với thành viên thì là $45. Thì hồi nãy chúng ta nói là không phải thành viên là $55 đó em. Còn phí thuê là thành viên đó là $45, phải không? Đọc tiếp nào. Cũng như vậy, tất cả những người bán đó có thể tận hưởng sử dụng miễn phí cái máy tính và truy cập vào Privilege Vendor Program. Ok, lúc nãy chúng ta có dò thấy là Southern Baked Goods nó có chọn Privilege Vendor Program không em? Có nè, phải không nào? Rồi bây giờ tập tiếp nè. Truy cập vào Privilege Vendor Program, rồi sau nữa thông qua đó thì những người bán hàng được giới thiệu đến những cái người mua tiềm năng, phải không em? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đáp án là câu nào? Đáp án chính là câu đi, phải không nào? Gặp gỡ được những cái khách hàng tiềm năng, bởi vì họ đăng ký cái gì nè em? Họ đăng ký Privilege Vendor Program mà, phải không nào? Vậy đáp án chính là câu đi ha. Câu này là câu liên hệ nha em, câu liên hệ ha. Câu 185, what is suggested, cái điều gì thì được nói về ông Billings. Vậy từ khóa chính là Mr. Billings, phải không nào? Rồi, đáp án trước nha em. Câu A, ông ta muốn renew, gia hạn cái thẻ thành viên tại CSFA của ông ta. Câu B, ông ta sẽ được guarantee, đảm bảo về cái sự lựa chọn của mình về cái gian hàng. Câu C, ông ta đã trả tiền cho cái việc đặt chỗ bằng thẻ tín dụng. Câu D, ông ta sẽ có mặt tại cái địa điểm sớm hơn một ngày. Em ơi, bây giờ câu hỏi là Mr. Billings thì có thể chắc chắn là bài số mấy em? Bài số 2 phải không? Câu hỏi cuối cùng rồi, bài số 2. Mà lúc nãy chúng ta có dò qua thì ông ta là người đại diện á. Với lại có một cái đáp án mà lúc nãy em có dò qua nó khá là giống đáp án là cái đáp án B đó em. Em thấy không, ông ta sẽ được đảm bảo về sự lựa chọn về cái gian hàng. Bây giờ em nhìn lên thử nha. Nè, đây có phải là George Billings nè em, người đại diện nè. Rồi, có một cái chỗ là được đảm bảo sự lựa chọn nè em. Đây nè, em còn nhớ không? Đây, này chúng ta mới dò câu ở phía trên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc thử lại câu này nha. Hãy chú ý rằng chỉ có những ai mà đặt chỗ priority, đặt chỗ ưu tiên á, thì mới được đảm bảo cái sự yêu thích về cái gian hàng thôi. Nhưng mà làm sao mình biết được là mình có là ông George Billings có nằm trong priority booking không em? Và chắc chắn là nó phải ngược lên bài số 1 rồi em, nó phải liên kết rồi, nó phải liên hệ ở trên ha. Bây giờ em dò bài số 1 ở trên xem có priority booking không.
Đoạn số 2 lúc nãy mình chưa dò phải không em? Đây chính xác, nó nằm ở dòng thứ tư, thứ nhất luôn nè em. Priority booking. Và mình đọc câu này nha. Hãy chú ý rằng cái giá ở trên á là chỉ dành cho đặt chỗ ưu tiên thôi và chỉ áp dụng cho cái việc đăng ký mà cái thanh toán gửi cho chúng tôi trước ngày 30 tháng 11. Vậy cái yêu cầu để được trở thành priority booking là phải thanh toán trước ngày 30 tháng 11. Và em xem ông ta thanh toán ngày bao nhiêu. Chỗ nào có ngày em? Đây. Day of registration, cái ngày đăng ký là ngày 16 tháng 11 phải không em? Vậy thì ngày 16 tháng 11 là trước ngày 30 rồi. Trước ngày 30 vậy thì chắc chắn là ông ta có được trở thành priority booking không em? Được phải không em? Vậy thì đáp án câu B là chính xác rồi ha. Câu B, ông ta sẽ được guarantee cái sự lựa chọn cho cái gian hàng của mình, được đảm bảo về cái sự lựa chọn cái gian hàng của mình, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Bài đầu tiên là một cái email gửi đến cho Billings, gửi từ Immersion, chủ đề là cái hội chợ. Dessert là món tráng miệng đó em, món ngọt đó ha. Dessert, fair là hội chợ, từ này em nên biết nha, phải biết, rất là hay gặp ha. Rồi ngày gửi là ngày 27 tháng 10. Dear Mr. Billings, cảm ơn vì cái sự quan tâm của bạn trong cái việc bán những cái bánh ngọt tại cái hội chợ tráng miệng lần thứ 16 này. Cái mà đã kiếm được cái distinction ở đây, distinction có nghĩa là gì em? Danh dự hay là danh hiệu, hồi nãy mình nói rồi ha, danh hiệu. Nhưng mà ngoài ra cái từ distinction đó em còn có nghĩa là sự khác biệt nữa, sự khác biệt hay là nét độc đáo. Khác biệt có nghĩa là độc đáo ha, nét độc đáo. Và cô dịch lại chỗ này nha. Cái mà là cái hội chợ đã kiếm được cái danh hiệu là một cái sự kiện thành công nhất và lớn nhất trong cái loại hội chợ của nó ha. Rồi, to answer, để trả lời cho câu hỏi của bạn á, thì cái chi phí cho cái chỗ thuê đó em là 15 đô, 55 đô, regardless of. Mình cái từ regardless có nghĩa là bất chấp em ha, bất chấp hay là không quan tâm đến. Không quan tâm đến, không xét đến, không quan tâm đến ha. Và chỗ này có nghĩa là chi phí là 55 đô, không quan tâm đến cái kích cỡ, bất chấp cái kích cỡ luôn, kích cỡ nào cũng là 55 đô hết ha. Unless nếu bạn không phải là thành viên của cái hội CSFAM. Rồi, foreign members, đối với thành viên thì chi phí sẽ là 45 đô, giảm xuống. Also, cũng như vậy thì tất cả những cái người bán có thể enjoy, tận hưởng, thưởng thức được cái gì em, cái việc sử dụng miễn phí của computer là máy tính nè. Và access to, mình cái từ access to ra thì chung với nhau có nghĩa là truy cập em ha. Và truy cập vào cái chương trình privilege vendor, được không nào? Rồi, thật ra mình cái từ vendor có nghĩa là người bán nha em nha, người bán hàng á, người bán hàng ha, người bán hàng gọi là vendor. Rồi tiếp, through which, thông qua đó đó thì những cái người bán được introduce, giới thiệu tới những cái người mua potential. Mình có từ potential có nghĩa là tiềm năng nha em, người mua tiềm năng hay là khách hàng tiềm năng đó ha, tiềm năng. Rồi, vui lòng hãy chú ý rằng cái giá ở trên chỉ dành cho priority booking, có nghĩa là đặt chỗ ưu tiên đó em. Priority là ưu tiên ha, vì đặt chỗ ưu tiên. Và chỉ apply to là áp dụng, apply to là áp dụng ha. Và chỉ áp dụng cho cái application, những cái việc đăng ký và cái thanh toán á, nó phải gửi cho chúng tôi trước ngày 30 tháng 11, được không nào? Rồi, vào tháng 12 thì cái phí của cái gian hàng đó, mình có booth là quầy hay là gian hàng đó ha, quầy, nó sẽ tăng lên 65 đô đối với thành viên và 75 đô đối với là non-members, là không phải là thành viên, được không nào? Rồi, ký tên ha. Coordinator, điều phối viên của cái sự kiện, được không nào? Rồi, tiếp bài đọc số 2. Bài đọc số 2 á, thì đây là một cái mẫu đăng ký phải không em? Rồi, hội chợ nè, món tráng miệng nè, lần thứ 16 nè, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 nè, tại Canada, phải không nào? Rồi, chi tiết registration là gì em? Đăng ký ha, registration, đăng ký. Cái chi tiết đăng ký nè, mình có từ business là doanh nghiệp á, tên, đây là tên doanh nghiệp ha. Representative name là tên của người đại diện là George Billings. Đây là số điện thoại, email liên hệ. Hãy đánh dấu ở đây nếu bạn là thành viên của CSFA, tại vì nếu là thành viên thì được chiết khấu hay em ha. Rồi, booth preference, mình có từ preference có nghĩa là cái sở thích về cái quầy, cái gian hàng là như thế nào, thích cái gian hàng loại nào đó em. Standard, tiêu chuẩn, double, gấp đôi, hay là corner là ở tại cái góc nào đó ha. Rồi, góc. Note that, hãy chú ý rằng chỉ có những ai với priority booking là những cái việc đăng ký ưu tiên đó em thì mới được guarantee là đảm bảo nha em, guarantee là đảm bảo ha, đảm bảo cho cái sở thích về cái quầy, cái gian hàng của họ. Tất cả những cái quầy, cái gian hàng thì đã bao gồm một cái bàn và những cái ghế và signage là gì em, là cái bảng chỉ dẫn đó ha, bảng chỉ dẫn.
Rồi, optional inclusion, mình có từ inclusion có nghĩa là bao gồm á, những cái bao gồm. Optional có nghĩa là có thể được lựa chọn, không có bắt buộc em ha. Rồi, đầu tiên là exhibitor lunch, có nghĩa là cái bữa trưa dành cho người triển lãm đó, từ ngày 8 tháng 1 ha. Rồi, cái chương trình privilege vendor. Tiếp luôn nào, payment enclosed, cái thanh toán của em được đính kèm là $45. Ngày registration là gì em? Đăng ký ha, là ngày 16 tháng 11. All checks must be payable to. Rồi, mình có cái từ check có nghĩa là tờ séc các em, tờ séc, cái tờ mà ngân phiếu ha. Rồi, must be payable to, mình có cái cụm này em nên học thuộc ha. Check must be payable to somebody có nghĩa là cái tờ check đó em phải được viết tên của cái người somebody này lên nè, để mà người ta có thể cầm cái tờ check đó, người ta ra ngân hàng rồi người ta đổi lấy lại tiền mà, được không em? Vậy thì all checks must be payable to cái hội chợ này, có nghĩa là trên cái tờ check á phải ghi tên của cái hội chợ này để mà họ có thể mang ra ngân hàng và đổi lại tiền hai em ha. Câu 181, câu B mình có từ respond to có nghĩa là phản hồi nha em. Respond to là phản hồi ha. Inquiry, thư yêu cầu thông tin cũng gặp nhiều rồi. Vendor là gì em? Người bán hàng hồi nãy mới nói ha. Rồi mình có từ solicit có nghĩa là yêu cầu, từ này quan trọng em. Solicit là yêu cầu, có đi có nghĩa là yêu cầu cái việc thanh toán cho một cái dịch vụ á em. 182 mình có từ contrast là sự tương phản, sự trái ngược ha. Sự tương phản hay là trái ngược, tương phản hay là trái ngược. Rồi câu đi mình có từ honor là danh dự ha, danh dự. Câu 183 mình có từ affect. Mình có động từ affect nguyên mẫu đó em. Affect có nghĩa là ảnh hưởng ha. Vậy thì affect có nghĩa là không có ảnh hưởng, được không nào? Ảnh hưởng từ này cũng hay gặp ha. Rồi, câu B mình có từ association có nghĩa là cái hội. Hội đoàn, đoàn thể đó em, hội ha. Vary là khác, vary là khác. Thì câu C có nghĩa là chúng thì khác nhau phụ thuộc vào cái số lượng người tham dự.